Proudly we hailed at the twilight glass gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. For the rampart we watched was so gallantly streaming. Công sơn ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi di thân sông. Vì tương lai của dân cùng sông pha đất nền, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thầy phơi trên gương sao, thù nước lấy màu đào đen vào, nói sông lục biên phải cần giải nguy. Người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ. Công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá, vẽ vàng nòi dòng sáng danh nghìn năm dòng dòng lạc hồng. Let us pause for a moment of silence to reflect, pray, and pay respects, particularly in mourning for those who sacrificed defending our freedom. A moment of silence begins. The moment of silence stops. Now you may take a seat. Thank you. Are you ready for the lion dance? Please take a seat, and may I present to you the School of Shaolin, Lohan Shaolin. Cùng đến với chương trình văn nghệ chào xuân Giáp Thìn 2024, và bây giờ là đoàn lân đang di chuyển vào bên trong hội trường với tiếng pháo, tiếng trống, tiếng lân rộn ràng tưng bừng. Chúng ta cùng bắt đầu một mùa xuân mới thành công, thành công và đại thành công. Năm nay có nhiều tiểu lân, thành thử ra là quý vị chuẩn bị sẵn bao lì xì quý vị nha. Lân tới đâu sẽ mang lộc tới đấy đó quý vị ạ. Chính vì vậy mà quý vị ơi, hy vọng rằng với tiết mục mở màn ngày hôm nay sẽ mang lại cho quý vị niềm hứng khởi trong ngày đầu xuân mới quý vị ạ. Hey!
Từng chú lân từ to tới nhỏ nhỏ đang di chuyển xuống phía dưới. Nếu quý vị nào
nào đã chuẩn bị bao lì xì thì hãy thưởng cho các tiểu lân của chúng ta quý vị nhé, để một năm mới của chúng ta với nhiều sự may mắn và những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả quý vị. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật to cho đoàn lân Johan Sao Linh. Thank you. Càng say anh lại càng yêu em.
lòng chẳng vui đâu. Sao tim không nghe lời, sao đôi tay em đan trong tay anh rồi. Ừ thì là vì em đã yêu, ừ thì là vì anh quá siêu. Do em hay do người, do say men hay do em say nụ cười. Ừ thì đành làm theo trái tim, lời một nốt này có đáng gì. Chỉ cần thức giấc không nhìn dòng người, bên em trong những đêm mưa tuần rơi. Anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời, đến vùng trời yêu thương. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dài. Em rơi vào trong mơ mộng người biết không. Nếu đây là yêu xin anh hãy là bên đó mỗi khi mưa mướt nhà. Lòng này em chẳng yêu ai như thế này. Gió cũng ngọt ngọt vào tai em, say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ. Nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. Điều vô cùng tươi sáng và đầy hân hoan. Chúng tôi cùng chào đón tất cả quý vị đến với một mùa xuân mới, với những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả quý vị. Và hẳn nhiên với những cái thông điệp ý nghĩa thì hy vọng rằng đây là thời điểm để tất cả chúng ta gạt bỏ mọi những nỗi muộn phiền. Chúng ta bắt đầu canh tân đời sống mới bằng một mùa xuân mới đầy bình an và may mắn và tràn đầy ơn Chúa quý vị nhé. We are honored to have the presence of our Bishop, Bishop Gordon, and Deacon Minch to join us today. A big round of applause for Bishop and the Deacon. Dragon has long been a symbol of power, strength, wealth, and wisdom, and considered one of the luckiest animals in the zodiac. The red color represents wealth, while the color gold brings forth the abundant blessings. So may you be blessed with a new year of abundance of God blessing and lots of good health and good luck. Thank you. Kính thưa tất cả quý vị, một mùa xuân mới thì Thanh Trang và Kim Ngân cũng cảm thấy rất là may mắn và vinh dự khi là người dẫn dắt và kết nối chương trình ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, trước khi chúng ta tiếp nối chương trình thì cho phép Thanh Trang một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ cũng như là các anh chị em của đoàn Phụng Ca cũng như là nhóm múa Thô Ma Thiện đã cùng tham gia góp mặt chương trình ngày hôm nay để mang đến cho quý vị một chương trình thật là đặc sắc. Và bên cạnh đó thì cũng phải cảm ơn tất cả các anh chị em trong nhóm hậu cần, rồi tất cả các anh chị em ở các hội đoàn đã chuẩn bị rất là chu đáo với rất nhiều những món ăn ngon. Ngoài các tiết mục văn nghệ biểu diễn đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay thì có cả chương trình sổ số này, rồi là lô tô nữa. Lô tô thì ngay thời điểm này chúng tôi đã bắt đầu mời quý vị mua ủng hộ rồi, cứ một tờ 5 đồng thôi quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì có tới hai ca sĩ đặc biệt là Thiên Tôn và Thiên Kim, chương trình diễn ra tới 4 giờ chiều lận, thành thử ra là quý vị ơi hãy cùng ở lại và hãy cùng ủng hộ chương trình quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình chứ chị Kim Ngân nhỉ? Sure. Thank you so much. Before we do that, I wanted to send out many thanks to all the organizer people that who contribute to make this event a successful. Especially the dance team and Tuny and
and VAC LV dance team and all of you. Thank you from the bottom of our heart. Now, let's start our programs. Oh, by the way, my co-MC Thanh Trang có nói là there's going to be what is that, bingo? Bingo, and I think it's in Vietnamese we call loto. So Tết, we can't miss bingo. So please purchase a few of tickets of bingo and wish you luck for the new year, okay? Vâng, thưa tất cả quý vị, mọi hoạt động đã bắt đầu diễn ra rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc thật tươi vui quý vị nhé. Gặp gỡ một gương mặt ca sĩ quý vị rất là yêu mến. Một năm có hai lần anh tới đây thôi. Chính vì vậy mà hãy hưởng ứng và hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn dành cho nam ca sĩ Thiên Tôn. Wow! Thưa quý vị, Thiên Tôn. Trước hết thì Thiên Tôn xin gửi lời chào đến quý cha, quý sơ và tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Lần nào về với giáo xứ La Vang, Thiên Tôn cũng rất là vui quý vị. Tại vì cũng ít có dịp về đây hát cho quý vị nghe. Một năm thì chắc cũng một lần thôi. Mà năm nay là được trong dịp Tết nữa, rất là vui. Cho nên là đầu năm cũng chúc quý vị Happy New Year mọi người nha. Mong mọi người năm mới đều được vạn sự như ý và nhất là dồi dào sức khỏe. Và bây giờ thì Thiên Tôn xin hát một hai bài để tiếp tục giúp vui cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Bài đầu tiên xin gửi đến mọi người nhạc phẩm Sway với giai điệu Cha Cha. When marimba rhythm start to play, hands with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Thấy hai bác nhảy rất là sung luôn nè. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimba starts to play, dance with me, make me sway. Like the ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Happy New Year mọi người.
Nhạc phẩm kế tiếp cũng một bài rất là nhí nhảnh và dễ thương của nhạc sĩ Ngọc Bính, gửi đến quý vị nhạc phẩm Gen. Bây giờ mình twist nha. Hồi nãy cô thì chị còn một đồng, cảm ơn cô rất nhiều. Thì lucky, thank you. Twist nha. Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mặt chỉ nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay về làm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sực chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chi quá rồi khách lại quá, nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi. Tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mặt chỉ nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay về làm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sực chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chi quá rồi khách lại quá, nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi. Chào vỗ tay những tình cảm của tất cả quý vị. Vâng, thưa tất cả quý vị, mỗi một mùa xuân đến thì mang đến cho chúng ta với rất nhiều những cái thông điệp, mang lại cái sự bình an, mang lại sự may mắn. Dường như là tất cả những cái muộn phiền lo âu tự nhiên cái tan biến. Và trong cái không khí se lạnh và răng rắc những cái cơn mưa như thế này thì chúng ta hãy nhìn theo một cái chiều hướng tích cực quý vị nhỉ. Las Vegas này thì được mấy cơn mưa đâu. Mưa ngày hôm nay có thể làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, làm cho con người trở nên sảng khoái hơn. Và có một cái ý nghĩa là bên cạnh đó còn giúp cho tất cả chúng ta là thấy được cái điều rất là đúng là sau cơn mưa trời lại sáng và trời sẽ rất là đẹp. Và chúng ta cũng hy vọng rằng khép lại một năm với đầy vất vả thì một năm mới Xuân Giáp Thìn sẽ mang lại cho quý vị với nhiều điều tốt đẹp hơn quý vị nhé. Và mùa xuân thì trên cái đất nước Las Vegas thì chắc chắn nó sẽ khác hẳn trên đất nước Việt Nam đúng không ạ? Nhưng hẳn nhiên thì chúng ta mang trong lòng một cái tâm tư, những cái tình cảm để cùng đón chào một mùa xuân mới đầy hy vọng. Ngay sau đây là một sáng tác của nhạc sĩ Tuyến Luân, bài hát được mang tên Quê Hương Mùa Xuân.
xuân. Và ca khúc này xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức qua những tiếng hát Minh Tuyền, Ánh Trinh, Kim Ngân, Hằng Nga. Một tràng vỗ tay cùng thưởng thức thưa quý vị. Chúng ta có những cái cơ hội được diện lên mình một chiếc áo dài vô cùng quyến rũ quý vị nhỉ. Một chiếc áo phục quốc phục của người Việt Nam chúng ta. Đi đến đâu chúng ta mặc chiếc áo dài lên thể hiện một người phụ nữ rất là yêu kiều, rất là đẹp. Cảm ơn. Em đang nói về chiếc áo dài nó đẹp đến thế mà anh lên đây anh bảo em bán bầu cua cá cọp. Vâng, nhân đây thì em cũng xin nói là có lô tô, có sổ số và có bầu cua cá cọp quý vị nhá, chơi vui thôi, thử vận may đầu năm ấy mà. Ở khu vực cánh trái sân khấu đã chuẩn bị sẵn quý vị ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục rất là hay và đặc sắc. Và quý vị thấy là thời điểm này là các người mẫu đã chuẩn bị cho
tiết mục trình diễn áo dài. Và Lô Tô thì cũng sẽ đi vòng để mời tất cả quý vị mua ủng hộ quý vị nhé. Quý vị mua càng nhanh, càng hết sớm là sổ liền. Quý vị ạ, chính vì vậy mà ngày hôm nay sổ tới 2 lần luôn. Kêu Lô Tô tới 2 lần vui lắm. Thành thử ra là bây giờ quý vị mua ủng hộ nhé. Một tờ là 5 đồng. Mua càng nhiều cơ hội càng cao. Thành thử ra là mình cứ thử vận may đầu năm đi. Ngày hôm nay thì có một cái tiết mục biểu diễn, trình diễn áo dài. Đây là tiết mục mà em cũng đã dàn dựng múa. Và chị Kim Ngân thì cũng đã dàn dựng cho các chị biểu diễn. Thì ý nghĩa của bài này như thế nào? Xin mời chị chia sẻ. Cảm ơn Thanh Trang rất nhiều. Cảm ơn Thanh Trang. Áo dài từ lâu đã là một trang phục truyền thống và là nét đẹp văn hóa đặc trưng cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Trải qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử áo dài, không ngừng biến đổi và trở nên rất đa dạng thưa quý vị, nhưng vẫn còn bảo tồn, được viết nét đẹp rất dịu dàng và truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong phần trình diễn fashion show áo dài hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những chiếc áo dài đa dạng qua các thời đại, từ cổ truyền, thanh lịch đến cách tân rực rỡ. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ được nét uyển chuyển, gợi cảm, kín đáo mà không một trang phục nào có thể mang lại được. Thưa quý vị, sau đây, kính mời quý vị thưởng thức sự kết hợp đặc biệt của hai nhóm, nhóm múa cộng đồng người Việt Las Vegas và nhóm áo dài fashion show Đền Thánh Đức Mẹ La Vang với chủ đề Duyên dáng áo dài Việt Nam qua các thời kỳ. Hai nhạc phẩm được chọn để thực hiện là Một Vòng Việt Nam, sáng tác của Đông Thiên Đức, Tôi Yêu Áo Dài Việt Nam, một sáng tác của Mai Trâm. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ, ai đã xuống ngủ những dòng sông cùng em á tranh về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Xót xa hơi mẹ, ai đã xuống ngủ những dòng sông cùng em á trải về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp
cuối thập niên 50, áo dài bà Như xuất hiện, phần cổ khoét rộng, sẽ khoe một bờ vai quyến rũ của người phụ nữ, nhưng vẫn hiện tượng nét đẹp thanh lịch và tính đáo. Trời mây, áo dài thướt tha nhẹ bay.
là cô con đứng sẵn thì cô lại không lì xì cho con. Các chị đang đứng tạo dáng đẹp như thế mà cô rồi. Nói thế mà cô cũng đi luôn. Cảm ơn cô. Nếu cha nhớ lì xì cho con hai nha. Lần lì xì của cô rồi đó. Con đứng từ đầu đến bây giờ mà chả thấy cô nói năng gì. Thưa quý vị, các chị, các cô là những người vợ, là những người mẹ. Hẳn nhiên người phụ nữ đẹp khi họ là chính mình. Không có bất cứ một cái giới hạn nào bởi người phụ nữ về cái đẹp, đúng không thưa quý vị? Và khi mà họ cảm thấy là họ đẹp, có nghĩa là họ tự tin, họ lên sân khấu và họ đã mang đến cho chúng ta những tà áo dài rất là đẹp, rất là duyên dáng. Và cuộc sống của chúng ta có quá nhiều những cái khó khăn, có quá nhiều cái giới hạn cho bản thân mình rồi. Chính vì vậy mà cái năm Giáp Thìn ấy, hy vọng rằng tất cả các chị em phụ nữ nè, luôn luôn tự tin và luôn luôn thể hiện chính mình. Và khi họ sống với đam mê, họ sống với chính mình ấy, thì là những lúc đó là những lúc họ rất là đẹp. Đúng rồi, thưa chàng nói rất là đúng. Quý vị có công nhận như vậy không ạ? Các chị em phụ nữ đồng ý không ạ? Khi chúng ta là chính mình thì chúng ta sẽ rất là đẹp. Vâng, cảm ơn. Và bây giờ thì sẽ đến với tiết mục rất là đặc biệt là tiết mục xổ số. Từ đầu giờ đến giờ là cũng đã bán không ít rồi. Quý vị vẫn tiếp tục mua ủng hộ quý vị nhé. Em nhờ ban tổ chức ạ. Em nhờ ban tổ chức. Trên tay của Kim Ngân đang cầm một tấm vé số. Quý vị nào đã mua vé số chưa ạ? Nếu chưa mua thì hãy nhanh trên vì chúng tôi sắp sửa sổ 3 giải an ủi. Quý vị đã mua vé số chưa ạ? Giải an ủi của chúng tôi là power bank, là cái đồ để charge cell phone đấy thưa quý vị. Có tới 3 giải lần nha, cho nên mình có nhiều cơ hội để trúng. Xin mời một anh trong ban tổ chức giúp về cái phần quay vé số. Quý vị ơi, có ai chưa bỏ vào trong cái lồng này chưa? Ai? Wow, chưa mua hả? Ai liên hệ với chị ai Ánh? Ai chưa mua thì nhanh chân chị đi Ánh mua. Ơi. Ở đến, khu vực bên cánh trái đây này. Đây, chị Ánh đang mặc áo dài xanh, đang đi đến đây. Quý vị, chỉ có 5 đồng một vé thôi quý vị, rất là rẻ luôn. Nhưng mà mình có cơ hội, mình sẽ trúng được các giải nào là Apple, iWatch. iWatch nè, mình có Apple Earpods nè, mình có Power Bank nữa nha quý vị. Mình, ai mua thì cứ mua đi nhá, để mình trúng giải nhất còn hay hơn, còn bây giờ mới 3 giải an ủi thôi. Nào, ai muốn bỏ vào lồng ngay lúc này? Thêm một người. Vâng. Không, bỏ cái cùi thôi. Chú ơi, chú sẽ chú cái cùi bỏ cái đó lại để kiểm tra nhé. Rồi, còn ai nữa không à? Hãy nhanh chân lẹ tay lên ạ. Ba giải chỉ có 5 đồng một vé thôi thưa quý vị. Ba giải ăn ủi trước. Nếu quý vị mua... Chị cứ bán đi. Còn giải nhì với giải đặc biệt cơ mà. Nếu quý vị mua 20 đồng, quý vị sẽ được 5 vé. Mua 4 tặng 1 đó quý vị. Mua 4 tặng 1 nha. Hả? Mua 5 tặng 1 thôi, mua 4. Mua 4 tặng 1 là 5 vé, nhưng mà chỉ có 20 đồng thôi quý vị. Chị ơi, Teresa lên đây giúp em cái nào. Teresa, come on up. Biết đâu được may mắn đến với chị. You be the first one. Em nhớ năm nào đó chị cũng trúng giải mà. Pick out a ticket for the lucky one. Are you guys ready? Cảm Thank ơn you, chị. Teresa. Ok, here we go. Số 0018. Ai là số 00018? Đọc 3 lần không có là mình hủy đấy. 00018. Kiểm tra đi ạ, hãy kiểm tra những tấm phiếu của mình. Có ai đã mua sổ số? Ai đã mua sổ số thì hãy kiểm tra những tấm phiếu của mình. Sơn Ngọc trúng hả Sơn Ngọc? Không có ai á. 00018. Nếu không có ai claim cái vé số này thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Em hủy được không ạ? Bóc một vé số khác. Em hủy nhá. Không có là hủy à cô hả? Cô nói gì? Để ở nhà rồi. Dạ. Đây là mình, chị ơi. Rồi, còn ai nữa không ạ? Mời chú Triệu ạ. Chú Triệu bóc giùm con một vé số nữa. Thôi 3 tấm luôn cho nhanh chú ạ. Chương trình tới 4 giờ. Bây giờ mới 3 giải an ủi thôi. 3 tấm luôn đi chú. Chú trộn đều thùng phiếu giùm con nhé chú. Dạ con. Ui dồi nhiều thế. Chú kiểm tra có số nào của chú không? Vâng, cảm ơn chú.
may mắn sẽ mang lại cho người khác ạ. Đọc nhanh nhé. Chú bốc ba vé luôn đó nha quý vị, chú về lắng nghe. Số đầu tiên 00123, số tiến đẹp nhỉ. 00123 kiểm tra giùm em ạ. Số thứ hai 00545, 00545, 00929. Em đọc lại lần nữa nha. 00929, 00545, 00123. Ồ, thế này không có ai ạ? Có ai trúng ba giải đó không ạ? Hình như là giải ăn ủi chả có ai muốn nhận cả. Thế em lại nhờ quay lồng phiếu sổ số tiếp ạ. Bây giờ mình nhờ một bé đi, hy vọng. À, bé ơi. Thôi bé Trang có đi. Có một bé đang đứng nè. Bé Trang đi, ai nghe cái này bỏ nhá. Ok rồi, bé Trang sổ đi. Các bé của em đang đứng ở dưới đợi kia kìa. Đoạn số đẹp thôi. 00080. 00788. 00527. Có ai không ạ? Có lại không có ai à? Cái này là đúng nghĩa là ủng hộ nhà thờ này. 0080. Hay là một số quý vị đã mua vé số nhưng còn ăn những quán hàng ở ngoài đó. 0080. 00788. 00527. Chương trình còn rất dài nha quý vị. À, quý vị ăn cho thật no bụng, ngon miệng, sau đó trở lại hội trường để chúng ta thưởng thức rất nhiều tiết mục phong phú. Và chút nữa ca sĩ Thiên Tôn và ca sĩ Thiên Kim sẽ trở lại sân khấu cùng dạ chúng vâng. ta. Ba giải an ủi chưa có ai nhận thì thôi, là lát chút xíu nữa mọi người tập trung vào đây đông đông rồi mình sổ số lại với những cái giải thưởng của sổ số nhé. Còn bây giờ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, tại Đền Thánh Mẹ Lavan Las Vegas có những cái lớp học như là giáo lý và Việt ngữ. Thì ngày hôm nay cũng có một tiết mục của các bé trong lớp giáo lý Việt ngữ. Các bạn 6-7 tuổi thôi, bắt đầu tập tiếng Việt. Thành thử ra là bây giờ mời tất cả quý vị cùng ủng hộ bé với tiết mục Bé Chúc Tết quý vị nhé. Và bây giờ em xin được mời cô Dung với các bạn nhỏ cùng lên sân khấu với cô. Các con lên đây, các con lên đây, cẩn thận, cô đừng té nha. Bé sẽ hát bài Bánh Chưng Xanh. Tông gì thì không biết, cứ hát tới đâu là nhạc tới đó thôi. 2, 3. Bánh chưng xanh bên yêu chúc mừng năm mới nha. Một, các hai, mẹ, ba. Các ông, các bà, chúc các chú. Lì xì cho bé đi nào. Lì xì cho bé đi nào.
trong bài hát là không thích lì xì thôi, nhưng mà những bé này thích lì xì thiệt. Rồi con cảm ơn. Một tràng pháo tay thật lớn cho nữ ca sĩ Thiên Kim. Xin chào quý vị, xin chào tất cả mọi người. Happy New Year. Và xin chúc tất cả quý vị một năm mới vạn sự như ý và tràn đầy hạnh phúc. Và để liên tục chương trình, Thiên Kim xin gửi đến quý vị bài hát mang tên Xuân Yêu Thương. Có ai có vé số cần lên giùm em? Giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhà nhiều, mang say đắm cho người, khi về đừng quên nghe anh. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, vườn xuân muôn hoa sắc hồng, chỉ xuống gió xuân nồng cháy, để cho mỗi hôn nhớ ngàn gửi đến cho tình em rực rỡ. Muôn hoa thôn thân mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhà anh yêu, mang say đắm cho người, khi về đừng quên nhé. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhà anh yêu, mang say đắm cho người, khi về đừng quên nhé anh. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, vườn xuân muôn hoa sắc hồng, chỉ xuống gió xuân nồng cháy, để cho mỗi hôn ngỡ ngàng gửi đến cho tình em rực rỡ. Muôn hoa thôn thơ mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhà anh yêu, mang say đắm cho người. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, để đừng quên nghe ai. Mấy chị nhảy đang nhảy vui quá, em đâu có end cái bài này được. Để em hát một bài khác nha. Nên chị muốn còn tiếp tục dancing không? Tiếp nữa ha. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bài mang tên Đi Thăm Mùa Xuân. Từng trên non xanh ngân mang, từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em, và mùa xuân đã đến bên anh. Đi thăm làn gió khẽ vuốt tóc em, và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn,
và mùa xuân đã trao cho em may mắn ta. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngỡ. Trên non xanh ngân mang từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Là gió kẽ bên tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt ai. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngỡ. Để rồi đắm say, để rồi đây là tiền lì xì đầu tiên trong năm nay của Thiên Kim. Cảm ơn chị. Dạ. Kim Ngân nghe nói chị Thiên Kim bán với số rất là nghề luôn, phải không ạ? Dạ thì cũng được được. Ok quý vị ơi, chắc là đã nghe hết rồi, nhưng mà thôi nói lại lần nữa là 5 đồng một vé số, mà mình mua 20 đồng á thì mình được free một vé, tức là 5 vé. Giải nhất là Apple iWatch, cái giải nhì là Apple EarPods, and 3 giải an ủi là Power Bank, đúng không chị? Đúng rồi ha. Cho nên là Thiên Kim sẽ đi xuống dưới bán vé số. Xin mấy anh chị ủng hộ nha. Ok. Có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít. Ok. Thank you. Thank you. Nữ ca sĩ Thiên Kim rất nhiều. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Thiên Kim. Thưa quý vị, một màn kết hợp rất đặc biệt, đó là màn kịch Xuân Này Con Sẽ Về cùng với nhóm múa của thiếu nhi đoàn Tô Ma Thiện, Thánh Thánh Đức Mẹ Là Vàng Las Vegas. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Yes. Hả? To hơn nữa để động viên các em. Tại vì màn kịch này rất là đặc biệt thưa quý vị. Có tất cả sự kết hợp của các em thiếu nhi đoàn Tô Ma Thiện và nhóm kịch của Đền Thánh Đức Mẹ Là Vàng Las Vegas. Thưa quý vị, Xuân Này Con Không Về. Dạ con xin đứng chính là vở kịch này mang tựa đề Xuân Này Con Sẽ Về. Son hả? Từ chữ không đổi thành chữ sẽ. Xin thành thật cáo lỗi quý vị, tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú, phải không quý vị? Một lần nữa, nhóm kịch Đền Thánh Đức Mẹ Là Vàng Las Vegas. Mở đó. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Tất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Thiệt luôn á, mới đó mà đã hết năm rồi, kiếm chưa được bao nhiêu hết. Mà còn phải đi du lịch với tụi bạn nữa. Mà nếu đi du lịch thì tốn kém quá à. Không biết nữa. Cả năm nay chưa về nhà. Không về thì lại nhớ. Có về ông ta. Nói
Giờ không biết có nên về không nữa mọi người. Về hay không về? Về thì không có tiền, mà không về thì nhớ. Đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân sang niềm vui cho ngày xanh không hoen lượt tha. Thoáng mơ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phấn. Nào ai hững hờ xuân vẫn nóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên nốt xuân của tuổi thơ. Chụp hình thì mình phải đứng nghiêm chứ, động đậy sao chụp. Chế hiểu rồi. Vậy giờ chưa có khách, lấy điện thoại chụp cho chế bộ ảnh đi, chứ lấy máy xịn chụp mà tốn tiền quá. Được không, được không? Vô. Đằng nào cũng không có khách. Okay. Chơi. Anh nhân cho miếng nhạc nha, cho miếng nhạc đi. Chọn nhạc trong máy luôn. Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi đó. Cái nào dễ dễ xíu nha. Yo. Từ từ chứ. Chế. Từ từ chứ. Thấy chưa?
rồi. Đẹp nhá. Đẹp lắm. Ừ. Đẹp chưa? Sang trọng nha. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Chụp hình sống ao mà giọng dưới là đi đánh trần. Trời ơi, vì qua Tết mà vậy nó mới vui. Vì Hoa làm mất hứng quá. Ôi á. Ôi mà cảm ơn nhiều ai nha, vì Hoa ông ba là con nhện muốn chết luôn á. Mệt vì Hoa. Vì Hoa Tết á. Vì Hoa tính đi đâu vậy? Tao đi tìm bé Tư mà ủng hộ hẳn á nè. Kìa. Chị Hoa, năm nay khó khăn quá à. Con mua được chút xíu đồ Tết à. Coi ngó ủng hộ con chút đi. Với bạn cái chi rửa? Thì bánh chưng, bánh tét, dưa hấu có đầy đủ á, cầu dừa đủ xài. Rửa thì Tết năm nếu có đứa mó về ủng hộ không, phu bạn không rửa. Tức gì Hoa ghê, hàng xóm với nhau. Bữa giờ nói con có một cái thằng Út à, làm gì có cái thằng Mô nào. Cha mệt ý, tao nói dòng Huệ thì bố cứ cài cái miệng. Thì cái thằng Út nhà con nè, nó vừa đi học, nó vừa đi làm. Cái làm được nhiều tiền đủ cho má nó xài à. Ai cái chí mà ghê rửa. Nói thì ngon lắm, xíu đựng ra trong ngóng mai về nha. Có đâu. Chị qua dạo này sao vậy? Nói chúng á là kinh tế hàng khó khăn. Tao cũng không biết là cái thằng Út nha, tao không có tiền để về không nữa. Hey, chị qua làm sao á? Con còn lo hơn đây nè. Yeah. Chưa chồng hổng con, nói về. Chà, lo độc thân từ già đi. Mọi người sao thì tự nhiên nhắc tới làm tổn thương hả? Tổn thương hả? Có gì đâu tổn thương. Sao? Ai đồn vậy phải không? Ồ, nói mới nhớ nha. Ừ, sao? Xóm mình lạ lắm. Sao? Không hiểu sao. Ừ. Đó giờ em đâu có bồ đâu. Ừ. Mà mấy bạn xóm mấy bà đồn chứ. Tại em có bồ. Ừ. Tức không? Mà đồn mà không nói đâu. Kể cho má em nghe nữa mới ghê. Tức. Cái đó mới là tức đó. Tức. Vậy là chưa có người yêu mà bị đồn. Có người yêu, đúng không? Đúng. Chị cho mệt. Hả? Chị cho mệt, nhưng mà nè, ta nói nè, tụm lại, biết có người yêu chưa? Chúa có. Thiệt luôn. Vậy là cuối cùng nói thiệt lòng luôn á, là chưa có người yêu mà vẫn bị đồn có người yêu. Mấy bà đúng nhiều chuyện luôn ê. Thì đó chứ. Ừ. Mà nói nghe nè. Hả? Chứ chị em đi. Ừ. Giờ em tức quá, giờ em gặp mấy bà. Ừ. Em nói gì cho đỡ tức giờ. Nói gì cho ngầu lên. Nói gì cho đỡ tức hả? Ừ. Gì vậy em? Em thế là em ở thế hèn rồi. Em hết ngầu nổi rồi em. Sao á, thiệt luôn. Xoay chỉ cho mệt mí. Không. Mà nghỉ chỉ cho mệt. Nhiều quá. Ai nổi cứ nổi. Không. Mình không nên nói vậy. Mình cứ để cho nó động não đi. Cho nó soi đi. Cho nó suy tư đi. Cái biết đâu được cái ai thương thương nhớ nhớ nó mập mờ thì chúng tiếng xét ái tình sao? Coi chỉ cho mệt có ý. Mà nói tới tự nhiên mới nhớ có ai chung tình được mãi đâu gì qua. Đúng không? Đúng rồi. Không ai chung tình được mãi hết chứ. Mình ngồi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Cô đơn giữa ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng? Đêm ơi đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Chị, chị. Hả? Hát chưa vậy? Nghe nè. Say thì cứ say, yêu say thì... rồi, nó sẽ say thì rồi, thôi bỏ qua, tán đi, tán thiệt, giả tán thiệt luôn. Thôi, đầu năm, đầu tháng cho con hát chút thôi, con nói em nghe sợ, nè. Em sợ chứ.
Nó nghe nè. Đầu năm thử vận may chơi lô tô đi. Một tờ một đồng. Ok chơi. Bạn hết mới kêu nha. Hỏi chị Thanh coi chị bán hết chưa. Còn mới chơi mà răng miếng kiểu gì hóa chơi nữa. Ok vậy thôi để 5 tờ 1 đồng đúng không? Xuống mời mọi người. Ok để mời cho. Chị okay. Thanh bán hết vé lô tô chưa? Em bán giùm cho. Hả? Mời. Ai lô tô không? Lô tô không mọi người ơi? Có ai mua chưa? Dạ 5 đồng một tờ, 5 đồng một tờ. Mua nha. Con Mỹ nghỉ ga là con mới còn mãi nghỉ ga. Chết Hằng. Mỹ nghỉ ga. Hằng chơi lối tố với giọng dứ la búa vẽ gió sô rồi mít. Không mà nói nghe nè. Hả? Không mấy giờ bán em 20 tờ đi. Nãy giờ em mời không ai mua thiệt luôn. Ai cũng giờ mà em trơn cái gì. Giờ mới mà không mua. Ê mày không nghe má nói hả? Dì Hai nói là mày mua lô tô mà giống như mày mua vé giò sổ số vậy. Trời gì qua vậy thì mình mới dễ trúng chứ. Thôi mua 2 tờ thôi. Mà thôi, nếu vậy thôi 1 tờ cũng được. Ok. Mà 1 tờ 50 đồng đi. Trời ơi mà sạc phạt nhau gì sớ. Mày ham quá à. Để từ lát nữa mọi người mua đầu năm đầu tháng. Chuẩn bị chưa? Ready chưa? Kêu à? Ok chơi. Thôi chơi đi. Bài tư. Chưa. Xí. Gì? Tí nữa thấy dựa mà em có kinh á. Có kênh á. Ừ. Chế chứ gì qua nhớ đeo dương miệng cho em nha. Đeo dương miệng? Ừ. Mày chơi lô tô mà giống như mày đi hoa hậu vậy á. Ngon mệt. Ê nói nghe. Lát nữa có kênh á. Chị nhờ cha ban phép lành cho. Này nghe được nè. Gieo nha, con Mỹ nghĩ ra là con mới. Quý vị chuẩn bị nha, chuẩn bị giò sổ số nha. Con Mỹ nghĩ ra. Mọi người ơi, giò sổ số đi, mọi người ơi. Dì Hoa, con kênh hay là dì Hoa kêu? Mỹ kêu. Im lặng nha, tập trung nha, tập trung vô chuyên môn nha. Gà mà ra đuôi, người ta mới kêu là đuôi gà. Gà mà ra lông, người ta mới kêu là lông gà. Mệt ý, nó thảy mí, chữ chí mố mà. Yêu gà, nó định lóc, nó định đuôi, quả dai đâu. Dì Hoa, sao dì Hoa lại dội vàng quá vậy? Con nói dì Hoa nghe, khi mà con gà nó ra cái đuôi, rồi nó mọc lông lên, rồi nấu lên, ra cái xương mới ra con số được. Được chưa? Tiếp. Thôi khỏi ghê, khỏi kêu đi. Em biết số mấy rồi. Số mấy? Số em khoái. Số 7. À mày chơi luôn đi. Chứ lâu quá à, thiệt luôn. Lâu gì? Bây giờ con chưa ra. Con mấy nhị ga, nhị ga là con mấy là con. Con lấy gì đây? Con mệt về sờ con ngã. Là con số. Con số. Quê là câu chê nhỏ. Tôi đó dì Hoa, có sức khỏe là có tất cả nha. Đúng. Tao thấy kỳ kỳ á. Nói nghe nè. Nãy giờ con với chị Tư với dì Hoa đang chơi lô tô á. Không mấy má tham gia chung cho vui. Chơi nha, một bàn nha. Đúng rồi. Mình định đứng tập nữa. Ha, mình đứng tập nữa. Con nói nghe nè. Cho con hội ý chút xíu đi.
Ê nhỏ. Hả? Lông mi đâu cơ? Má mày nổi tiếng rủ chơi lô tô, không ai chơi hết, mày biết không? Ủa? Sao vậy? Sao vậy? Má mày chơi lô tô, mà mờ nhạc Quế Hương mày ghê chứ. Vậy, vui dữ chưa? Ủa? Rồi bây giờ chị cháu tụi bay có chơi hay không? Chơi, chơi thì nhanh nhanh lên. Chơi. Ok, đi lấy đồ. Nhưng mà phải mở nhạc Quê Hương nha. À, không, không nha. Nói rồi chứ. Di hoa bằng việc, di phải về. Rồi dạ, vậy thì qua, về. Một bàn thôi. Thôi má, đi qua bận rồi. Má Hai, má Hai thấy con sức lông mì không? Con đi vô con. Con nhảy quá, sức lông mì. Chắc giờ con bận vô gắn lông mi rồi với bán mất rồi. Bé tai cũng bận mày hết. Khóc sao mà tới rớt lông mi luôn vậy? Bữa sau con chơi nha, bữa sau con chơi má thôi. Má quên rồi đúng không? Một bàn thôi mà. Má có được chơi có một lần mà. Ôi, má quên. Tối nay mình còn có tiệc nữa, để con về phụ má. Đúng không? Ai cũng bận hết. Mình cũng bận. Thôi, về má. Để con phụ má. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn. Ủa má. Con được sống đàng hoàng. Dạ. Bé Hai. Dạ. Thùy Mỹ nết na chút xíu cho má nhờ con. Con gái con lứa gì mà nhảy cà tưng vậy, không biết nữa à. Má. Giống bạn con đó. Công Dung Ngôn Hạnh đó. Mà đâu có ai bên cạnh đâu. Tự nhiên nhớ nó mắc cười. Trời ơi con. Con, bớt giỡn lại đi. Cái kiểu này mà thằng bồ con mà nó thấy vậy á, nó bỏ nó chạy mất dép đó. Rồi, má lại nghe mấy bà hàng xóm nó nữa đúng không? Con làm gì có bồ đâu. Chưa có bồ. Vậy là cũng chưa có. Thôi con gái nó đẹp mà lo gì. Trời ơi, bớt lại đi con. Con chảnh quá à. Thì má nhìn thấy không? Dì Tư hàng xóm mình đó nè, vừa có chồng, vừa có con, lo từ A đến Z, từ trong ra ngoài, có sung sướng gì đâu. Có chồng á thì á cũng là một sự khó khăn. Má nói với con bé Tư hoài à, bây giờ á là muốn cái gì, cần cái gì thì phải nói ra cho nó biết để nó phụ. Nhiều thằng á thì á nó tự động, nó chủ động, nó thấy vậy nó phụ. Còn nhiều thằng á, bà làm được thì bà làm luôn đi. Bà làm được, bà giỏi mà làm luôn đi. Nhiều thằng nó vậy đó. Rồi á, vậy á, là rước cái khổ vô cái thân thôi. Má nói cũng đúng á. Mà con tự nhiên con chợt nhớ ra. Đó giờ con mê trai chủ động. Nhưng lần này con mê trai chủ tịch nha. Thì được nè. Bỏ cái ý nghĩ đó nha không con. Giỡn cũng không có được nữa nghe chưa. Không. Má đừng nghĩ gì đó. Không có ý gì hết á. Tại vì đó giờ mình con tàn quen trai nghèo không à. Lần này muốn quen thử trai giàu. Coi con đó làm sao. Chứ không có gì hết trơn á. Lạy Chúa ơi. Con xin Chúa biến đổi suy nghĩ và tư tưởng của con gái của con. Bậy bạ quá rồi. Con có má mà lo gì. Con gái lớn thì phải gả chồng, ở với má hoài đâu có được đâu con. Má hay nói với mấy đứa trong xóm này nè, vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau, phải siêng năng đi lễ, siêng năng cầu nguyện, xin với Chúa với mẹ nâng đỡ và bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Thôi được rồi, con hứa với má, năm sau mang rể về cho má nha, được không? Ủa, để con lấy nước cho má nha. Sức người thì khó hạn, nhất là con gái. Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ mà khổ cho cái thân mình. Khi không có má bên cạnh, má chỉ mong con lúc nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc.
và má luôn cầu xin với Chúa, với mẹ xin bảo vệ và nâng đỡ con gái má lúc nào cũng được mọi sự bình an. Từng mơ ước bay cao, từng khát khao đôi cánh nào, từng chỉ sống cho riêng mình bất chấp những điều quý giá. Mẹ trắng mong gấm nhung giàu sang, biết cuộc sống đâu dễ dàng, chỉ cần sớm chiều bình yên chẳng lo âu nhiều. Chẳng mong ước con là ngôi sao tỏa sáng trên cao thật cao, để những khi một mình nào đâu có mẹ chở che. Mẹ dõi theo tới trăm dặm xa, chỉ mong Tết con về nhà, dù trần lắm buồn bàn tay gió sương bụi. Che, dù đói no hay sang hèn, Tết xa trăm dặm xa, mẹ ơi con muốn về nhà. Mẹ chẳng mong gấm nhung giàu sang, biết cuộc sống đâu dễ dàng. Mẹ dõi theo tới trăm dặm xa. Dặm xa mẹ ơi con muốn về nhà. Đường quê gập ghềnh khó đi, sao trái tim cứ thầm thì ước gì được mẹ dắt tay đi hết một đời. Ngày xưa mẹ đánh bằng roi, đang ngỡ đau nhất trên đời, đến giờ người đời đánh con không cần đòn roi. Alo, bé Hai à? Má nè, chuẩn bị xong chưa? Ủa? Má hả? Má có sao không vậy? Ủa? Sao là sao? Má bình thường mà. Chuẩn bị xong chưa? Má chuẩn bị xong hết rồi. Đừng có mua sắm cái gì hết trơn á nha. Xách vali về với má thôi nha ông con. Ok ok má. Con về liền, con về liền nè. Trời hên ghê. Tất cả nãy giờ cũng chỉ là một giấc mơ mọi người. Mà cũng đúng, đối với người Việt Nam mình á, cho dù giàu sang, khó khăn, cực khổ đến mấy, thì Tết ý nghĩa nhất vẫn là khi mình về nhà. Nhà là nơi để về mà. Con về nè. Đêm nay có
con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô quê phơi bề. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dưng dưng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời, lần nào mẹ cũng gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm nay hơn 25 mà lòng còn nhiều mộng mơ, vẫn lon toan nơi xa và bao khát khao đang chờ. Từng ngày đôi chân còn nhiều bơ ngỡ, giờ cũng bớt dại khờ. Đi qua bao năm nhiều điều chẳng còn như xưa, lo toan tương lai nhiều khi chẳng mong Tết nữa. Chỉ cần nơi xa còn người mong con, thì con luôn hứa sẽ về. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Đôi khi con lỡ quên đi, vài năm nữa mẹ ba sẽ già, mà con cứ mãi vội vàng, chẳng biết con gắng mấy lần. Đi xa mới biết chẳng ta vội bỏ quên những điều quý giá. Tết năm nay nhất định con sẽ về. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Bởi con hiểu Tết ba mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà. Một trận đấu thay cho những người không hề. Xin mời các diễn viên ra chào khán giả. Vai người mẹ Anh Trinh. Anh Trinh ơi. Chị Anh Trinh. Yeah. Vai dì Tư Thanh Trang. Thanh Trang diễn hay không quý vị? Một nhân tài rất hiếm ở của đền thánh Đức Mẹ là vàng Las Vegas. Và vai dì Năm giọng Huệ rất ngọt ngào. Dì Hoa. Dì yeah. Hoa. Dì Hoa cũng là một thành viên của ca đoàn Đức Mẹ là vàng Las Vegas. Và bé nhỏ nhất nhưng đóng rất là hay không quý vị? Bé Vi. Thank you bé Vi rất nhiều. Yeah. Và đoàn thiếu nhi Tô Ma Thiện qua vũ khúc rất là đẹp và rất là ngọt không quý vị? Một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, yeah, cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi bây giờ để nối tiếp chương trình thì quý vị có feel like hot chưa? Mình có thể ra sàn nhảy chưa? Kim Ngân xin giới thiệu đến quý vị hai giọng ca, đó là Toby và Minh Tuyền qua remix Xuân Yêu Thương. Xin mời Toby, Minh Tuyền. Cảm ơn MC Duyên Dáng. Minh Tuyền và Toby lần đầu tiên được kết hợp với nhau trong một nhạc phẩm remix Xuân Yêu Thương. Minh Tuyền và Toby rất là mong quý vị được hưởng ứng bài hát này và xin mời ra hâm nóng sàn nhảy. Minh Tuyền cũng xin được mến chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, đầy hồng ân, một năm tài lộc và mọi sự như ý.
Mọi người ơi, nó sầm nhảy mọi người ơi. Hấn nấu sầm nhảy cho tụi này có hứng hát nè. Đến bên người, xin người hãy cùng anh yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang sưởi ấm cho người, xin người hãy cùng anh yêu xuân. Còn nhớ phút giây cầm cờ, xuân muôn hoa sắc hồng, xuân gió xuân hồng cháy, cho ôi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa thôn thế, mang hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhà anh yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Mọi người ơi, sao nhảy chưa đủ ấm nè mọi người. Xin mời quý vị ra sân nhảy ạ. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, một người hãy cùng anh vui xuân, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng anh yêu xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, dù xuống gió xuân hồng trời, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa thôn thế, mang hạnh phúc tuyệt vời, mang hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhà anh yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Cảm ơn cô Tạm Hoa nè. Vui xuân Giáp Thìn 2024, chúc quý vị có một mùa xuân thật là an khang thịnh vượng. Đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, xuân gió xuân lòng trời, để cho môi em ngỡ ngàng, để đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa thôn thơ, mang hạnh phúc tuyệt vời, mang hạnh phúc tuyệt vời, say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương, ôi từng nụ hôn yêu thương. À, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay, những tình cảm của tất cả quý vị dành cho tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyền và Toby. Và thưa tất cả quý vị, đầu chương trình tới giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã thử vận may và đã mua vé lô tô. Và bây giờ là sẽ tới phần kêu lô tô quý vị nhé. Chắc chắn là không phải Thanh Trang kêu đâu, mà ngay sau đây sẽ là một cái tiết mục rất là dí dỏm, hài hước.
ngay bây giờ quý vị hãy sẵn sàng và chúng tôi sẽ đến với phần kêu lô tô, với phần thể hiện và biểu diễn của Ngọc Thanh, Ánh Trinh. Lô 100 đồng, chúng đúng không ạ? Quý vị mua một tờ 5 đồng nhưng mà chúng tới 100 đồng nữa. Rồi quý vị sẵn sàng quý vị nhé. Và xin mời Ngọc Thanh ạ. Lâu lần mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mấy, con mấy gì đây? Mấy gì đây? Ánh trăng sáng to sáng tạc muôn làng, anh dính dài nàng thì hơi mà nhám nhám con 48. 48. 48 rồi cờ ra mà con mấy, con mấy gì đây? All right. Quý vị có thấy là cái giọng ngọt ngào của bạn Thanh gọi lô tô rất là hay không quý vị? Một hồi nữa sẽ mời bạn Thanh trở lại nha. Có ai trúng chưa vậy? Có nhiều người trúng chưa? Rồi, our next program would be a very special program. That would be the taiko drum. Good morning, everyone. My name is Gene Sugano, and I'm the leader of Korabo Taiko. We have here on stage, we have Eli, Jin, and Grady, and we're going to perform some songs for you. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Thank you so much. I will say that our youngest performer we have on stage today, he's 10. That's Eli, right here. Our next youngest is Jin, who is 11. We do teach classes here in Las Vegas, and we teach all ages, all the way from someone as young as Eli to as old as me, or older. Grady over there, he's in his late 20s. He's still young compared to me. You don't have to be Japanese to enjoy the art of taiko. It's for everybody. We invite anyone to come and join us. It's a lot of fun. It's kind of exercise too. And we've been performing a lot in the last month for leading up to Chinese New Year. The first song you heard is called Tamon Tu. It actually doesn't really mean anything. The original song was called Tamon Ten. It was at about a 5-minute song telling a story about a battle.
And so we created this shorter version for CinemaCon one year, where we got to perform for Dwayne The Rock Johnson, which was pretty cool. This song, since you're having a festival today, is very fitting. This is a Japanese version of a festival song called Matsuri. So thank you so much. Hôm nay quý vị ăn có ngon không ạ? Cũng rất là vất vả cho các chị em trong các hội đoàn. Năm nay là hưởng ứng cái phong trào là thôi mỗi hội đoàn mỗi món để phục vụ quý vị trong ngày đầu xuân mới. Hy vọng rằng là cũng hợp khẩu vị và làm hài lòng quý vị ạ. Và thưa tất cả quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có sự tham gia góp mặt của ca sĩ Thiên Kim và Thiên Tôn. Thì ngay từ đầu chương trình thì ca sĩ Thiên Tôn cũng đã gửi đến cho quý vị những bài hát và quý vị cũng đã hưởng ứng rất là nhiệt tình và hứa hẹn sẽ quay trở lại sân khấu ngay bây giờ. Và chúng ta một lần nữa hãy cùng đến với những giai điệu thật tươi vui, rộn ràng trong ngày Xuân Giáp Thìn 2024. Và một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt chào đón tiếng hát của ca sĩ Thiên Tôn. Một lần nữa Thiên Tôn xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ thì Thiên Tôn xin gửi đến mọi người một nhạc phẩm Hoa Xuân của nhạc sĩ Phạm Duy. Một bài về mùa xuân mà nó có một chút dân ca trong đó của nhạc sĩ Phạm Duy xin gửi đến quý vị Hoa Xuân. Thank you.
xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chẳng yêu lũ bướm là lớn. Chiến sĩ in đời thấy hoa tươi cười bỗng thương đời, xuân hoa còn tươi mãi, hoa vì thế giới biết sung vầy cuộc tay cùng đắm say ngày mai. Có một chàng thi sĩ miền quê nắt bóng hoa biếu người xuân thì, có một đàn em bé ngoài đê xuân về. Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chẳng yêu lũ bướm là lơi, muốn yêu anh vác cây trên đồi yêu chiến sĩ nhìn nơi thấy hoa tươi cười bỗng thương đời, xuân hoa còn tươi mãi, hoa vì thế giới biết sung vầy cuộc vui, xuân hoa nở vì ai, bàn tay cùng đắp say ngày mai. Có một chàng thi sĩ miền quê nắt bóng hoa biếu người xuân thì, có một đàn em bé ngoài đê hát câu y tờ đón xuân về, đàn em bé ngoài đê hát câu y tờ đón xuân về. Thank you. Cảm ơn quý vị. Bây giờ thì Thiên Tôn hát một bài nhạc trẻ cho quý vị nghe nha. Thường thì chắc quý vị thường nghe Thiên Tôn hát những bài nhạc xưa, nhưng mà hôm nay đổi một tí xíu, hát một bài nhạc trẻ coi quý vị coi ra sao nha.
Bài này Thiên Tôn nghĩ chắc là mọi người ai cũng biết hết. Bài này rất là nổi tiếng với tựa đề là Một Đêm Say. Stand by me, stand by me,
cha cha hả chị? Một bài nữa được không chị? Ok, dạ. Mọi người muốn cha cha thì mình cha cha nha. Vậy mình cha cha nha. Với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Huy xin gửi đến mọi người lời yêu thương. Em mà nhảy được cha cha là chết tiền luôn á. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai anh buông chân cho em mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng. Về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm. One more time. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng phải. Cảm ơn chị. Cảm ơn ca sĩ Thiên Tôn. Và em cũng xin chúc mọi người Happy New Year, mong mọi người có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và nhất là dồi dào sức khỏe nha quý vị. Và hopefully là Thiên Tôn sẽ trở lại và hát thêm nữa cho quý vị nghe trong năm nay nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Happy New Year. Một lần nữa xin được thay mặt quý vị khán giả cảm ơn anh đã luôn luôn tham gia các chương trình của Đền Thánh Mẹ La Vang với những chương trình rất hay và với giọng hát rất tuyệt vời của anh. Và một năm mới cũng xin phép được thay mặt ban tổ chức cũng như là quý vị khán giả ở đây kính chúc cho anh một năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, và hơn hết là luôn luôn tràn đầy tình ơn trên của Thiên Chúa. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một tràng vỗ tay nữa cho ca sĩ Thiên Tôn. Xin cảm ơn.